Khi ấy Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon, thì này có một người đàn bà Ca-la-an ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại lời nào. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy lại đến bái lại mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bấy giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Đó là lời Chúa. Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Kính thưa quý cô, ông bà và anh chị em cộng đoàn phục vụ rất kính mến, trước hết thì xin phép cho tôi được nói với những người ngồi đằng trước đây, mấy bà già, mấy bà mặc áo xanh, cứ lấy ô che đi, không sợ. Bởi vì lúc này tôi giảng thì cứ che thoải mái, cứ che dưới kia. Mấy bà này tế nhị lắm, mấy bà này đạo đức lắm, chấp nhận nắng để cho dưới khỏi bị che, khỏi bị các người dưới mà nhìn lên bàn thờ nó không bị vướng. Xin cứ che đi, không sao. Lát nữa tôi giảng xong rồi thì cất ô đi, hay là lúc truyền phép mà cất ô đi cũng được, không sao cả. Và thứ hai là tôi cũng muốn nhân cơ hội này, với tư cách là giám đốc Đại chủng viện Thánh Tâm Thái Bình, tôi đến đây để cảm ơn quý cụ ông bà và anh chị em vùng Nam Tiền Hải dưới sự hướng dẫn của cha quản hạt, và đặc biệt với quý cụ ông bà và anh chị em giáo sư thất sự đây đã giúp đỡ cho công trình chủng viện cũng như việc đào tạo các ứng sinh linh mục của Đại chủng viện chúng tôi được mọi sự tốt lành, từ công nhân làm việc cho tới những đóng góp hàng tháng cho chủng viện. Nên thay mặt cho Đức Cha, quý cha trong ban đào tạo, quý cha trong ban xây dựng, xin có lời cảm ơn nhiệt thành, nồng nhiệt nhất với giáo hạt Nam Tiền Hải, và cách đặc biệt với giáo sư thất sự đây. Xin có tràng pháo tay để cảm ơn quý vị. Thưa quý cụ bà và anh chị em, đầu lễ cha chủ tế có nói hôm nay ở thất sự là thiên thời địa lợi. Ngài để một chỗ thì tôi nói đó là nhân hòa. Tại sao nhân hòa? Thưa, bởi vì chúng ta thấy mọi người ở các nơi đến đây chứ không chỉ thất sự. Thật sự ở nhà có 320 thôi, tất cả nhân danh trên sổ sách là trên 500, nhưng đi làm xa xôi nên chỉ có trên 300-320 ở nhà. Mà đây đủ các ban ngành đoàn thể, ban kèm, ban trống, thiếu nhi thanh thể, ban ca đông đúc. Như là trong cái giáo xứ này mỗi người đều có công việc, nhưng đồng thời có sự giúp đỡ của những giáo xứ chung quanh, nên tuần chầu hết sức tốt đẹp và đông đủ. Đó là thiên thời, địa lợi và nhân hòa đang thực hiện ở đây. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn trong số những bà ngồi đây có bà nào đó đã cầu nguyện với Chúa, cầu nguyện như cái bà người đàn bà xứ Cana hôm nay. Bà dãi dẳng và cầu nguyện, bà kiên trì và cầu nguyện, và Chúa nói đức tin của bà mạnh thật, bà muốn sao được như vậy. Trời đang mưa mà trời báo, nhà khí tượng báo, thời tiết báo là mưa cả tuần đấy cơ. Thế mà các bà cầu nguyện thế nào mà hôm nay trời tạnh thường quan này, thường quan nước đẹp đẽ, thời tiết mát mẻ. Hôm nay vừa mưa xuống nắng lên nó hơi nóng một tí, nhưng mà rất trời vẫn rất là đẹp. Đó là điều mà đức tin của những người ở đây, trong số tôi nghĩ có không chỉ các bà mà cả các ông nữa cơ. Các ông cũng cầu nguyện. Và Chúa muốn nói, Chúa nói là cái đoàn hát, cái ca nhập lễ, thì xin lỗi, thì đáp ca chư dân cảm tạ Ngài muôn lạy Chúa, chư dân đồng thanh cảm tạ Ngài. Nghĩa là không chỉ có người công giáo chúng ta mà cả cái lương nữa cũng đóng góp cho chúng ta những hy sinh của họ. Đừng tưởng những người lương dân không có đức tin mạnh mẽ, cái bà hôm nay là bà lương dân,
Nhưng mà Canada này mà lương dân thì nữa chúng ta nói sau. Nhưng mà những người lương dân với tình yêu và sự hy sinh của họ, họ cũng đóng góp. Và bài đọc một hôm nay cũng nói tất cả những người ngoại bang nào, ngoại bang nghĩa là người bên lương đấy, gắn bó với Chúa. Gắn bó với Chúa là gì? Là thực hiện điều Chúa dạy, như cái bài trước phúc âm mà ca đoàn hát. Những ai thực hiện tay ý Chúa thì Chúa ở trong người đó. Nên là cái nhà viết kịch, xin lỗi, nhà làm phim, ông Trần Văn Thủy, ông ấy đi khắp đất nước Việt Nam này. Ông ấy dừng lại ở cái xã Phú Đông, huyện Kiến Sương, sát gần thành phố Thái Bình, để ông chứng kiến một bà mẹ. Một bà mẹ tuyệt vời. Bà mẹ này lấy chồng và sinh được cậu con đặt tên là Tú Anh. Nhưng mà bà nội bảo, ôi giời ơi, nhà quê tao nó nghèo thế này, tụi anh tụi em gì, cái tên hay để chỗ khác, còn mày tao gọi là Chiền, thằng Chiền, bởi bố nó tên là Chiên, nên đặt tên là Chiền, gọi là thằng biết Chiền. Thế nhưng mà không may là bà mẹ của Chiền này mắc bệnh phong hủy. Thế là ông chồng bỏ đi với người khác. Ở nhà một mình mẹ nuôi thằng Chiền này. Nhưng Trần Văn Thủy nói thế này: một người đàn bà phong bụi bị cụt ngón tay, vậy mà đã thâu đêm thức thâu đêm để làm gạch xây nhà cho con. Ông biết thế này: đêm đêm trong thời tiết lạnh giá, bằng hai bàn tay cùi rộp cùi quắt do thiếu ngón, người phụ nữ đau khổ và bất hạnh cắn răng nuốt lệ để đóng 18.000 viên gạch, rồi tự mình xếp thành lò vì không ai giúp, hủi người ta mà tránh mà không ai giúp, rồi tự đốt lò lấy đốt lò gạch để nung 18.000 viên gạch, lấy nhà lấy gạch xây nhà cho thằng Chiền. Ngôi nhà xây xong thì cũng song song với những dòng nhật ký không bao giờ thẳng hàng. Người phong hủi cho ban cho họ thông minh hay lắm, mấy chữ mà phong hủi làm thơ rất hay. Cái chị này, chị làm thơ như thế này. Trong nhật ký mà Trần Đức Thủy còn khám phá được, bà viết thế này: túp lều nát rung mình trong gió rét, chiếc nôi nghèo run rẩy trước đêm đông, bố bỏ đi biệt xứ chẳng một lời, con mồ côi ôm một đời cơ cực. Các con thiếu nhi thanh thể thân mến, các con rất may mắn ở đây có cha xứ chăm sóc, có các anh chị em huynh trưởng, có bố mẹ cho con chăm sóc. Còn biết Chiền ở đây, con mồ côi ôm một đời cơ cực, mẹ còn sợ gì cái lạnh đêm đông, dựng cho con một nếp nhà hy vọng. Một người đàn ông phong hủi cụt tay mà tự mình làm nhà để cho con, để cái con nó có cái nhà hy vọng. Tấm lòng người mẹ thật tuyệt vời. Không biết quý cụ ông bà với anh chị em thế nào, chứ tôi nghĩ chắc chắn Chúa đã thưởng công cho người đàn bà ở xã Vũ Đông này, bên lương này sẽ lên thiên đàng, bởi vì tình yêu của chị lớn quá. Và người ta nói, Trần Văn Thủy có nói, trời có mắt chứ trời không để, không phải là quên lãng cái người mà làm việc tốt như vậy. Lúc làm xong ngôi nhà thì cũng là lúc mà y khoa thế giới khám phá ra cái chất thuốc phong. Và các bác sĩ khi biết cái chị này có tấm lòng cao cả như vậy liền đến và điều trị tại nhà cho chị ấy. Và hiện nay chị đã được khỏi bệnh phong hồi. Tất nhiên những người phong hồi mà cái tay nó bị cụt rồi thì người chỉ làm tay giả thôi, chứ nó không kéo dài ra được. Nhưng chị này vẫn đang sống, tôi cũng dám nói tên, bởi vì cái tên vui sao trong nữa, chúng ta vẫn có những cái điều gì đó nó xa xa người phong hồi. Đó là người bên lương, đó là người có tình yêu. Tình yêu càng lớn để làm cho những điều càng vĩ đại. Và hôm nay chúng ta nói đến một người phụ nữ Canaan. Tình thương, người ta nói tình thương là mảnh đất màu mỡ để cho đức tin được mạnh mẽ. Trên đường đi tôi được ngồi với một cha cũng trước đây cũng từng đến thất sự chúng ta, và một thầy rất quen thất sự. Thầy nói với tôi thế này: thất sự là một giáo xứ rất tốt này, con người đi đơn sơ thật thà và hiền lành đạo đức, nên đây là mảnh đất màu mỡ để cho đức tin được vững mạnh. Mà chúng ta thấy tới đây thấy đức tin vững mạnh thật. Tôi thấy ông đánh trống ông đánh khác à, nhưng đánh trống
ông đánh có đức tin, có tình yêu nó khác à? Ban ca cũng vậy à? Rồi các em thiếu nhi cũng thế à? Ban kèn cũng thế. Người có đức tin và tình yêu thì làm nó khác. Cái người đàn bà xứ Cana này, bà thương con bà quá, nên bà nói với Chúa Giêsu. Đầu tiên bà nói cái gì không biết là thiếu nhi thiên thể có nhớ không? Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi vì đứa con tôi nó bị quỷ ám khổ sở lắm. Xin thương xót tôi. Con bà ấy đau mà bà ấy đau hơn con bà ấy. Bà nói xin thương xót tôi và bà nói một câu: lạy con vua David, người bên lương, người Canada, Canaan mà phải học cái văn hóa của Do Thái, bởi vì con vua David là cái tên đặc sản của người Do Thái không đâu có. Không đâu có. Bà ấy đã đến học giáo lý trước khi đến với Chúa Giêsu, bà ấy tìm thầy chạy thuốc, cũng xem bói xem tướng nhiều nơi, cũng cúng cấp đủ kiểu, không khỏi. Bà nghe tin bên Do Thái có một ông thầy như vậy, bà học cái văn hóa Do Thái để bà đến thưa với Chúa Giêsu: lạy con vua David. Bây giờ cứ hỏi một người bên lương ở đây thôi, tôn giáo bạn ở vùng này đến nhà thờ mà nói một câu: lạy Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, như khẩu hiệu chúng ta đây, xin thương cho tôi. Không có đâu. Người công giáo mình chưa chắc đã đọc được câu đấy. Có bao giờ các bà các ông vào trong nhà thờ: lạy Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống, xin thương cho con không? Bà này bà nói lạy con vua David, bởi vì theo truyền thống Do Thái và Kinh Thánh Do Thái, Đấng Kitô xuất hiện từ dòng dõi David, là con cháu vua David, nên xưng rằng lạy con vua David, tức là lạy Ngài là Đấng cứu thế, là Đấng Kitô, là con Thiên Chúa. Câu đó nó gồm có ba ý nghĩa đó. Con vua David có nghĩa là Đấng cứu thế, Đấng Messia và là con Thiên Chúa. Bà biết lương mà tuyên xưng được vậy. Nhưng đức tin cần phải được thử thách. Đúng là trong những tuần qua Chúa cũng thử thách cộng đoàn giáo xứ thật sự này với những cơn mưa và đặc biệt với Covid đang thử thách. Chúa im lặng, Chúa không nói gì để làm gì. Không phải Chúa là người vô tình, vô tâm, nhưng Chúa muốn nâng cao đức tin của bạn, nên Chúa không nói gì. Các môn đệ thì Chúa giải quyết cho nó xong chuyện, nó thật. Nhưng chúng tôi để giải quyết cho xong chuyện, mấy ông cha giải quyết xong chuyện. Thôi thì thầy cho bà ấy đi để bà về cho đất quý rồi. Lôi thôi lắm, ngày nào cũng đến cứ chức đầu nhức óc, lại cứ leo đeo theo sau bà này, ống cấp ống cao, lại quần áo lại lệch sạch, mặt mũi nhem nhuốc thế này, mới theo chúng ta mất mặt lắm. Cho về. Nhưng Chúa nói, thầy chỉ được sai đến với chiên lạc nhà Israel. Bà này không thất vọng, vẫn theo. Bà nói tiếp, lúc đầu lại lạy Ngài xin thương giúp tôi, về sau bà nói lạy Ngài xin cứu giúp tôi. Và Chúa Giêsu nói một câu, một câu có vẻ nghiệt ngã quá: không nên lấy bánh của con cái mà ném cho lũ chó con. Bảo bà ấy, con bà là lũ chó con, mình như vậy rồi đấm thèm muốn đi về, thèm nói vậy thì thèm vào. Nhưng không, bà rất hay, bà này tuyệt vời, bà khiêm tốn và bà nói, bà không cãi. Xin lỗi các chị, các bà, lắm khi chồng nói chưa nói xong, vợ đã cãi được mấy câu rồi. Nhưng mà không, bà này nói rất hay, vẫn hay như các chị học nhé. Bà nói, nếu ông chồng nói gì thì cứ đồng ý cái đã nhé. Hay đồng ý cái đã, bà phản này sau, ông chồng đôi khi thua, chui chung này thua này, bà nói, vẫn đúng thế lại ngài, đúng, tôi không dám nói ngài nói sai. Nhưng những con chó con cũng được ăn những mẩu bánh từ bàn của chủ nó rơi xuống. Chúa Giêsu thua. Chúa Giêsu giỏi nhất thế giới là gì? Nhất quả đất đấy. Thua cái bàn đấy. Thua. Thua vì đức tin, vì lòng đức của bà. Nên Chúa nói, này bà, đức tin của bà mạnh mẽ lắm, bà muốn thế nào thì được như vậy. Nó thưa cái cụ, ông bà bánh canh, từ lòng mến yêu. Nó có cái đức tin mạnh mẽ như vậy. Và đức tin mạnh mẽ sẽ giúp chúng ta khiêm tốn và giúp chúng ta lại tăng cường cái tình yêu hơn. Nên cái lòng mến nó là cái nền tảng để cho đức tin của chúng ta tiến triển. Vậy thì làm thế nào để đức tin của chúng ta tiến triển một cách tốt đẹp? Thưa, phải cố gắng làm việc tốt. Như trong bài lập 2 Thánh Phaolô nói, tôi nói tin thương được thiện, được thiện nhiều tốt, thức thiện như một Thiên Chúa, để đức tin mạnh mẽ lên.
Nên có một bà mới xin cha xứ: thưa cha, gia giảm này tin tin của con yếu lắm, cha giúp con cái. Cha bảo thôi bây giờ thế này, bà về bà cứ phục vụ chồng bà tốt đi, nấu cơm dẻo canh ngọt, vặn cái vô lim miệng này xuống. Mà vô lim ngọt dân ca và nhạc của Thuyền. Ông chồng nói: lệ cha khổ lắm cha, nhà con nó dân ca và nhạc của Thuyền suốt ngày, nó ca nhạc từ sáng đến trưa, trưa đến chiều, chiều đến tối, rút điện ra nó vẫn còn ca nhạc. Bà bớt cái ca nhạc đi là một. Rồi bà phục vụ ông cái cơm nhỏ canh ngọt đấy, ăn cơm xong rồi nó cho ông cốc nước với tăm, mình uống nước đi, mình sẽ tăng lên. Rồi đối với làng xóm cho nó tốt, ra ngoài đường mặt nó tươi lên, chứ mặt đừng như cái mặt mẹ, xin lỗi, mặt nó tươi lên, đối với hàng xóm láng giềng đẹp đẽ lên. Rồi một lần sau bà ấy trở lại đây, bà bảo: con xin cha cầu nguyện để con tăng thêm đức tin cơ mà, chứ con có bảo, con có bảo là cha bảo con phải làm việc lành không, cha bảo cứ làm thế đi. 3 tháng sau mà trở lại, lại cha con cảm ơn cha, bởi vì nhờ đó mà đức tin của con bảo Chúa nó đang mạnh lên. Cứ cố gắng làm việc tốt đi, đức tin nó mạnh lên. Còn các ông thì tôi lại mới xem sáng ngày ông cha Tiến Lộc, ông ấy kể câu chuyện, ông bảo là ông ấy đến giải tội ở chỗ gần chỗ nhà thờ ở trong miền Nam cơ, nhà thờ ở trong miền Nam. Thế thì có một ông vào xin tội, người miền Nam: tôi trả con xin tội cách đây 4 tháng rồi, con có đánh vợ con và chửi vợ con 20 lần. Cha bảo được rồi, thế thì có cái khuyên rồi, khuyên xong các thứ rồi, cha bảo bây giờ làm việc đến tội. Làm việc đến tội thế nào? Mà con nói thật với cái cha là con thích cái kiểu đền tội này. Ông bảo bây giờ thế này, làm việc đền tội của ông bằng cách trưa nay ông về ông mời bà và các con đi ra tiệc để đãi cả nhà một bữa tiệc. Ông bảo dạ vâng, lâu lắm rồi chả làm thế bao giờ, nhưng nay làm thế thì làm sao? Mà thế đền tội thế nào? Mà không đọc kinh gì hết, không phải đọc kinh gì hết, cứ đi về mà đãi con một bữa đi. Ông về ông tập hợp còn lại vợ con đâu, mặc quần áo đẹp vào chuẩn bị đi ăn trưa. Con nó cười nó: ui dồi ôi, bão nổi lên rồi hay sao mà động đất đến nơi rồi, sao từ bé giờ chưa bao giờ bố bảo là ăn mặc nó lịch sự mà lại đi ăn trưa bao giờ cả. Thế ông nó cười, ông bảo ông quát bảo: mặc nhanh lên, quần áo đâu, chỉnh tề vào, mẹ mày hôm nay mặc thật đẹp vào cho ta, cánh con đến quấn và có vàng đeo vào tay và chúng mày đi với tao nhanh lên. Thế rồi ông ấy, bà vợ bảo: ừ đúng thật đấy, còn lại trong hôm nay bố nói nghiêm chỉnh đấy. Thế là bố chở vợ con đi ra hàng ăn trưa. Để yên thì cha Tiến Lộc không biết đâu. Một tuần sau bà vợ bà xin tội: thưa cha, nhà con chưa bao giờ vui như hôm nay, chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Bảo sao đẹp? Bảo tuần vừa rồi từ thủa bé từ lời con lấy ông đến giờ bằng đến đứa mấy chục năm rồi chưa bao giờ ông mời vợ con đi ăn một bữa mày mắm ăn như bữa một bữa thanh thoại, muốn ăn cái gì thì ăn, nên con vui lắm. Bật bẩn ấy biết rồi, nó vui lắm chứ khó đi nhà thờ. Thằng cha Tiên Lộc bảo: ừ, bà cũng về và hãy làm như vậy với ông với các con để đức tin của mình vững bền hơn. Họ thưa quý cụ mà về chứ hôm nay bà nào chả thích ông chồng thế, bây giờ mà trưa nay lễ xong, lễ thất trời xong rồi ông chồng bây giờ hôm nay thì có cỗ rồi, nhà có cỗ rồi không phải gì nữa, nhưng thỉnh thoảng mời vợ con, ví dụ như là ngày sinh nhật của vợ, ngày cưới của vợ, không tặng cho nó cái gì à? Không tặng cái gì chứ, tại sao không tặng? Trong khi đó cái đứa mày đầu có đầu ấy thì tặng rồi nói với bồ thì nói nó ngọt lắm, em ăn cơm chưa, nói vợ thì cơm chưa, ngủ chưa, còn nói bồ em ngủ chưa, chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Có bao giờ nói vợ cái đó? Cái đấy nó là cái đời thường, nhưng mà rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta để tăng cường cái tình yêu trong gia đình, và đó là mảnh đất màu mỡ để đức tin của chúng ta tăng cường. Nên bước gì với giáo sư chúng ta đây, một giáo sư đã tốt lành, giáo sư thật sự nhiều người mới nói tại sao các cụ ngày xưa chẳng nhận cái gì nhồng đánh vi trên tê là phép lạ, giống như cái đền trong kia có phải hay không, xứ nó giàu không, này xứ này vẫn giàu nha, đức mẹ sầu bi, đức mẹ bảy sự, đức
mẹ đau khổ, mẹ hy sinh để cho con mình nó hạnh phúc. Giống như người đàn bà xứ Cana đây, và giống như cái chị ở Vũ Đông kia, hy sinh để cho con cái nó hạnh phúc. Đức Maria cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Hãy hy sinh tạo hạnh phúc cho nhau, để đức tin của chúng ta mỗi ngày một tiến triển tốt đẹp. Và Chúa nói với chúng ta, đức tin của mọi người ở giáo xứ thật sự mạnh mẽ thật. Các vị muốn gì, Chúa sẽ làm cho như vậy. Mong được như thế. Amen.